Ngày 17 tháng 9, một lãnh đạo công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo vị lãnh đạo này, sáng cùng ngày, công an phường Giáp Bát nhận được tin báo về tiệm sửa xe có địa chỉ tại 758 Trường Định, phường Giáp Bát xảy ra một vụ án. Công an phường Giáp Bát đã báo cáo công an quận Hoàng Mai, đồng thời cử lực lượng chức năng đến hiện trường xác minh sơ bộ. Qua xác minh, công an phường Giáp Bát bước đầu xác định nghi phạm gây án và nạn nhân là hai nam nhân viên của tiệm sửa xe sáng cùng ngày giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nghi phạm đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân trọng thương tử vong sau đó hiện công an quận hoàng mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội điều tra xử lý theo quy định Mới đây, cục thuế Hà Nội đã có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, người nộp thuế và các chính sách gia hạn miễn giảm thuế trong trường hợp gặp thiên tai nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu thiệt hại do bão số 3. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ cũng được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra, nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường nếu có. Về miễn tiền chậm nộp, miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn do thiên tai sẽ được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế bên cạnh đó miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng Thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 16 tháng 9, chỉ có 13 lô đất trong phiên đấu giá 68 thửa đất tại ngõ Ba Thôn Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai ngày 10 tháng 8 hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Còn 55 lô khác bao gồm toàn bộ lô có trúng giá từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng trên 1 mét vuông đều không nộp tiền. Như vậy, 55 lô đất không nộp đủ tiền, hiểu là đã bỏ cọc. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, theo quy định, hết 120 ngày mới hủy kết quả phiên đấu giá, nên huyện vẫn chưa có phương án và thời gian đấu giá lại. Trước đó, ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai tổ chức thành công phiên đấu giá 68 thửa đất tại xã Thanh Cao có diện tích 60-85 m2, với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng một m2 đến 12,5 triệu đồng một m2. Phiên đấu giá thu hút 4.600 hồ sơ nộp tham gia. Phiên đấu giá này gây nhiều bất ngờ khi giá chúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Một số lô đất được trúng với giá 100 triệu đồng một mét vuông, cao gấp nhiều lần so với giá đất tại khu vực. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhận định, hiện nay giá khởi điểm đang ở mức thấp, cần phải nâng cao mức giá này. Ví dụ như giao dịch ở khu vực Thanh Ngoài, nếu giá đất trung bình khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông, thì giá khởi điểm ban đầu khoảng 20 triệu đồng một mét vuông sẽ hợp lý. Bên cạnh đó, cần thiết phải nâng tỷ lệ đặt cọc lên khoảng 50% và rút ngắn thời gian nộp tiền trúng đấu giá. Điều này sẽ hạn chế được những trường hợp thổi giá một cách trắng trợn. Sáng nay các doanh nghiệp lớn bất ngờ tăng giá bán vàng miếng 1,5 triệu đồng lên 82 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn cũng ở mức kỷ lục 79,2 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Sáng ngày 17 tháng 9, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 80 đến 82 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức cao nhất từ khi ngân hàng nhà nước thay đổi cách bình ổn thị trường từ đầu tháng 6 thông qua bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và STC thay vì đấu thầu. Mỗi lượng vàng đắt hơn 1,5 triệu đồng hộ so với mức giá ngày hôm qua. 4 nhà băng quốc doanh và STC được phép bán trên tối đa 1 triệu đồng với giá họ mua từ ngân hàng nhà nước. Như vậy, với mức bán ra từ cơ quan quản lý cho các đơn vị kinh doanh khoảng 81 triệu đồng một lượng. Một số thương hiệu khác như tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá loại vàng này lên ngang với SJC. Cùng với vàng miếng nhẫn tròn trơn 24K cũng neo leo ở mức đỉnh đạt SJC. Loại này quanh 77,9 đến 79,2 triệu đồng mỗi lượng. Mức này đắt hơn 16,25 triệu đồng, khoảng 26% so với đầu năm. Được sự hỗ trợ của các bộ ngành tổ chức liên quan, ngành thuế đã có nền tảng dữ liệu và công cụ xác định được nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật thuế. Tuy nhiên vẫn còn các trường hợp có doanh thu từ kinh doanh thương mại điện tử nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ kê khai, đăng ký và nộp thuế đầy đủ kịp thời. Hộ kinh doanh bán hàng qua sàn thương mại điện tử cho biết, tránh tình trạng bị truy thu thuế, trốn thuế chủ shop online đã được hướng dẫn cách khai và nộp thuế, nên đã chủ động thực hiện việc kê khai nộp thuế qua mạng theo đúng quy định. Tôi nghĩ là mình không thể trốn thuế được. Cái hệ lụy của trốn thuế nó sẽ rất là kinh khủng nếu như mà sau này chúng ta bị vào blacklist và chúng ta sẽ không thể có được những cái hoạt động liên quan đến các cái chính sách khác, ví dụ như là vay ngân hàng để tiếp tục kinh doanh hoặc là khi mà mở một cái kinh doanh khác ở trên các sàn khác thì những cái điều đấy nó đã được hiển thị ngay rồi và nó sẽ khiến cho tôi khó khăn hơn trong việc là kinh doanh. Vậy tốt nhất là chúng ta nên chấp hành. Quản lý thuế trên môi trường mạng rất khó khăn. Cùng với các giải pháp, ngành thuế xây dựng được bộ tiêu chí nhận diện được các dấu hiệu rủi ro, phát hiện nhanh các trường hợp gian lận trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới, dựa vào phân tích dữ liệu lớn Big Data, cũng như áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để quản lý thuế trong nền kinh tế số phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan bên ngoài ví dụ như là tổng cục hải quan, tổng cục thống kê, ủy ban chứng khoán nhà nước, ngân hàng nhà nước, tổng cục cảnh sát, bộ kế hoạch đầu tư và chúng ta còn thực hiện là trao đổi thông tin với các cơ quan các nước trên thế giới với các nguồn thông tin này với với tổng hòa của cái số lượng người nộp thuế lớn như vậy thì đây cũng là một cái kho cơ sở dữ liệu khổng lồ thì chúng tôi cũng phải thực hiện là thực hiện theo phân tích dữ liệu số lớn à, và hoàn toàn là do do ứng dụng do máy tự động chạy để thực hiện phân tích rủi ro của người nộp thuế chúng tôi đã yêu cầu là những cái nhà bán hàng là phải cung cấp mã số thuế chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái đơn vị tham gia vào trong cái hệ thống ecosystem của TikTok Shop là khai báo các cái tài khoản ngân hàng nó trùng với là cái định danh của doanh nghiệp hoặc của cá nhân mà tham gia vào cung cấp dịch vụ. Thống kê, 7 tháng đầu năm 2024 đã có 103 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký được cấp mã số thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, với số thuế đã nộp là hơn 4.000 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cho biết, việc quản lý tuân thủ thuế trong nền kinh tế số gặp nhiều khó khăn hơn so với nền kinh tế truyền thống. Các giao dịch diễn ra trên môi trường mạng, thông qua các nền tảng số, khiến cho việc theo dõi, kiểm soát và quản lý không hề đơn giản. Tăng cường cái việc là giả soát để xác định doanh thu trong cái hoạt động thương mại điện tử đối với các doanh nghiệp hoặc là tổ chức các cái hộ kinh doanh. Thế còn đối với các cá nhân kinh doanh thì chúng tôi cũng à, tuyên truyền và hỗ trợ các cái cá nhân đó trong cái việc mà thực hiện cái kê khai à, hoạt động cũng như là kê khai nộp thuế để thực hiện cái nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước. Có thể thấy rằng đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử khá là đa dạng và phức tạp với các hoạt động không chỉ là hoạt động thương mại điện tử ở trong nước mà còn có hoạt động xuyên biên giới. Tuy nhiên, ngành thuế đã có nhiều giải pháp phối hợp đồng bộ trong kiểm tra, giả soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nghĩa vụ thuế trong kinh doanh thương mại điện tử. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.